I think a couple of decades ago, there was a congressional office dedicated specifically to providing assistance to Congress with lawmaking, which was closed. I don't want to go into the details of who, but in the years subsequently, lawmaking had become largely operationally cast over to lobbyists. Now, we understand that lobbyists exist external to the will of the American people, but their expertise is necessary simply by virtue of what job you will be doing. So this may not be available to you in the future, but would you support like the refunding and increased funding of any congressional office that increases your ability to make laws better? Thì thực sự mà nói về những cái vận động hành lang thì có thể là cần đối với một số người, nhưng cái công việc của những người vận động hành lang thì nó cũng tương tự như những công việc như những người sẽ chức giữ những cái chức vụ như là Derek đang ứng dụng để mà thực hiện những cái chính sách đó. Như vậy thì câu hỏi của anh Việt đối với Derek là Derek có ủng hộ những cái về cái vấn đề vận động hành lang và dùng quá nhiều những chi phí cho việc vận động hành lang đó hay không? Good question. What I can say is when I get to Congress, I'll be reviewing all the laws and legislation myself, given my legal background. So it's not hard for me to be able to really jump in and be able to look at all the language that is out there. How other congressional offices use lobbying firms or outside vendors to draft legislation and bills, I can't control that. But what I can talk about is what I plan to do when I get to Congress. Given my legal background, it's not hard for me to be able to draft my own legislation and with my team's help. Derek, nếu như mà Derek tác dụng, anh sẽ là người xem xét qua tất cả những cái luật, những cái văn bản về pháp luật hiện nay trong địa hạt của chúng ta. Bởi vì với một người luật sư, với một người có kinh nghiệm hành nghề luật, đối với Derek, cái việc đọc những cái ngôn ngữ phức tạp về pháp lý, những cái từ, những cái văn bản đó sẽ không phải là một vấn đề khó khăn. Và chắc chắn là Derek cùng với lại những cái người cộng sự làm việc cùng với văn phòng của Derek sẽ xem xét những cái về luật, về dự luật, và Derek có thể đích thân để mà soạn thảo ra, viết ra những cái dự luật mà anh mong muốn, chứ không có phải dùng qua một cái dịch vụ vận động hành lang nào cả.